trên thất. Và tiếp theo xin trân trọng kính mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Thúy từ Viện Tim Mạch Việt Nam sẽ trình bày một ca lâm sàng để điều trị ngoại tâm thu thất. Xin mời thạc sĩ Thúy. Vâng, thưa tiến sĩ Trần Văn Đồng và thạc sĩ Lê Võ Kiên, thì sau đây em xin trình bày một ca lâm sàng về điều trị ngoại tâm thu thất. Đây cũng là một cái rối loạn nhịp tim rất là thường gặp. Sau khi cái bài trình bày về rối loạn nhịp nhanh trên thất của thạc sĩ Linh, thì đây là một bệnh nhân nữ 50 tuổi và viện vì hồi hộp tức ngực nhẹ, tiền sử là có u xơ tử cung, có chỉ định phẫu thuật. Và bệnh nhân đi khám vì cái u xơ tử cung này thì làm viện tim trước phẫu thuật thì phát hiện ra là có ngoại tâm thu thất nên là được chuyển sang khám chuyên khoa tim mạch. Và khi khám tim mạch thì bệnh nhân được làm điện tâm đồ thì có ngoại tâm thu thất nhịp đôi, khảo sát về siêu âm tim thì chức năng tim bình thường, buồng tim không giãn. Và bệnh nhân cũng được đeo Holter 24 giờ để đánh giá cái số lượng ngoại tâm thu thất, thì số lượng ngoại tâm thu thất là ngoại tâm thu thất số lượng nhiều và có cơn tim nhanh thất không bền bỉ. Đây là Holter của bệnh nhân, có ngoại tâm thu thất số lượng nhiều và siêu âm tim thì buồng tim vẫn còn ở trong giới hạn bình thường. Điện tâm đồ là hình ảnh ngoại tâm thu thất với có dạng block nhánh trái QRS thì dương ở D2, D3, AVS và chuyển tiếp ở khoảng V3. Cái hình dạng này thì sẽ gợi ý là ngoại tâm thu thất khởi phát từ đường ra. Câu hỏi đặt ra là ở bệnh nhân này thì ngoại tâm thu thất có cần điều trị hay không, và mình sẽ điều trị nội khoa hay là can thiệp, vì là triệu chứng của bệnh nhân thì cũng không có nhiều triệu chứng, vì bệnh nhân cũng không đi khám tim mạch bao giờ, và đi khám là vì phát hiện cái tình cờ ngoại tâm thu thất thôi, thì có cần phải điều trị hay không hay là chỉ theo dõi thôi ạ. Thì theo những cái đồng thuận mới về quản lý các cái rối loạn nhịp không triệu chứng năm 2019 thì cho thấy là với những cái bệnh nhân mà có ngoại tâm thu thất thì người ta sẽ cần khảo sát về hình ảnh là siêu âm tim này, có thể là chụp MRI tim hoặc các phương pháp khác, các khảo sát thăm dò về điện sinh lý hay là điện học, làm điện tâm đồ gắng sức hay là điện tâm đồ tín hiệu trung bình, theo dõi bằng Holter điện tâm đồ, và cuối cùng là test chẩn đoán EP và các thăm dò về gen nếu cần thiết. Và nếu những cái thăm dò này mà âm tính thì chúng ta sẽ đánh giá xem là ngoại tâm thu thất này có triệu chứng hay không. Nếu như có thì chúng ta sẽ điều trị để cải thiện cái triệu chứng, nhưng mà nếu mà không thì sẽ đánh giá về cái gánh nặng ngoại tâm thu. Nếu như ngoại tâm thu trên 10% thì lúc đấy là sẽ theo dõi hàng năm, tức là theo dõi cái chức năng tâm thu thất trái xem là có bị rối loạn hay không, tức là cái bệnh cơ tim do ngoại tâm thu. Còn nếu mà cái gánh nặng ngoại tâm thu thất không nhiều thì chúng ta sẽ theo dõi lâu dài và tìm những cái bệnh nền như là bệnh động mạch vành. Thế còn nếu mà có những cái bệnh nền thì việc điều trị là ưu tiên. Và với các cái nghiên cứu thì cho thấy là nếu những cái bệnh nhân mà không có triệu chứng thì cái rối loạn chức năng tâm thu thất trái có thể gặp ở những bệnh nhân mà gánh nặng ngoại tâm thu thất nhiều, đấy là trên 10%. Và vì bệnh nhân không có triệu chứng nên là chúng ta cũng chỉ ưu tiên là theo dõi bằng siêu âm hàng năm thôi, chứ không nhất thiết phải điều trị. Và một cái tổng kết về cái gánh nặng ngoại tâm thu thất mà có ảnh hưởng đến chức năng tâm thu thất trái thì cho thấy là ở những cái bệnh nhân mà có ngoại tâm thu thất nhiều thế nhưng mà chưa ảnh hưởng đến chức năng tâm thu thất trái ấy, thì cái gánh nặng nó thấp hơn so với những cái bệnh nhân mà có ảnh hưởng đến cái rối loạn chức năng thất trái. Như ở đây thì thấy là với cái gánh nặng ngoại tâm thu khoảng tầm 20% thì mới ảnh hưởng đến cái chức năng thất trái. Và để xác định xem là bệnh nhân có cái bệnh cơ tim do ngoại tâm thu hay không thì những cái yếu tố tiên lượng đấy là gánh nặng ngoại tâm thu thất nhiều trên 10.000 hay là đến 24% trong tổng số 24 giờ, ngoại tâm thu thất giãn rộng hay là ngoại tâm thu thất khởi phát từ ngoại mạc
xem kẽ hay là cái thời gian ngoại tâm thu có cái triệu chứng ngoại tâm thu kéo dài và hay là thường một cái thường gặp khác nữa là những cái bệnh nhân mà có ngoại tâm thu nhưng mà lại không có triệu chứng nên bệnh nhân không được theo dõi và vì thế mà không phát hiện ra được sớm cái tổn thương cơ tim do bệnh ngoại tâm thu. Và với cái gánh nặng ngoại tâm thu thất mà trên khoảng 20% thì đấy là một cái yếu tố tiên lượng cho việc cho những cái tử vong do mọi nguyên nhân hoặc là tử vong do tim mạch. Và khi mà đã có bệnh cơ tim do ngoại tâm thu thì cái chỉ định triệt đốt điều trị là được ưu tiên với chỉ định loại 1. Và một cái đồng thuận khác về điều trị triệt đốt các cái rối loạn nhịp thất năm 2019 thì cũng cho thấy là với những cái bệnh nhân mà ngoại tâm thu thất vô căn mà khởi phát từ đường da, nhất là đường da thất phải, thì cái việc điều trị triệt đốt là được ưu tiên hơn so với việc điều trị bằng thuốc. Và khi mà với những cái bệnh nhân mà có triệu chứng mà ngoại tâm thu thất khởi phát từ đường da thất phải mà đáp ứng thuốc không hiệu quả ấy, thì việc điều trị cũng là được ưu tiên. Còn ở những cái bệnh nhân mà có hoặc không có rối loạn chức năng tâm thu thất trái thì việc điều trị triệt đốt cũng được ưu tiên khi mà việc dùng thuốc không hiệu quả. Nhưng mà vậy thì khuyến cáo này cũng có bổ sung thêm một phần là những cái bệnh nhân mà có ngoại tâm thu thất số lượng nhiều 15-20% thì cũng có cái nguy cơ có thể xuất hiện cái bệnh cơ tim do ngoại tâm thu. Và với những cái bệnh nhân không triệu chứng thì tuy là việc điều trị thì còn đang cân nhắc, tức là không được khuyến cáo, nhưng nếu bệnh nhân mong muốn được điều trị và sau khi đã được giải thích về những cái yếu tố nguy cơ mà bệnh nhân đồng ý thì khoảng 50% bác sĩ sẽ chấp nhận là điều trị cho bệnh nhân. Vậy thì ở bệnh nhân này với những cái gánh nặng ngoại tâm thu thất rất là nhiều, khoảng 17%, bệnh nhân lại cần phải điều trị cái u sơ tử cung bằng phẫu thuật. Và đây là một, vì có ngoại tâm thu thất nên là bác sĩ ở bên khoa sản người ta sẽ rất là băn khoăn xem là với cái ngoại tâm thu như thế thì có mổ được hay không. Thế nên là bệnh nhân đã được tiến hành triệt đốt ngoại tâm thu thất qua đường ống thông và tại vị trí là đường da thất phải thành công bằng ROS, là cái vị trí mà thường gặp nhất ở trong ngoại tâm thu thất. Và câu hỏi đặt ra là với cái bệnh nhân như thế này thì việc đánh giá cái triệu chứng của bệnh nhân mức độ nặng nhẹ, nhiều triệu chứng hay ít triệu chứng thì là như thế nào, liệu có một cái thang điểm nào để lượng giá được cái triệu chứng của bệnh nhân để giúp cho việc mình điều trị hay không. Vì là triệu chứng của ngoại tâm thu thì thường không đặc hiệu, thường là kiểu hồi hộp, chống ngực hay tức ngực nhẹ nhẹ. Đôi khi thì có thể triệu chứng nặng hơn khi bệnh nhân có những cơn nhanh thất là ngất, xỉu hoặc là đôi khi là ngừng tuần hoàn. Thế thì những triệu chứng đấy thì là nặng rồi, nhưng những cái triệu chứng nhẹ nhẹ như thế thì mình đánh giá thế nào, có được coi là có hay không? Và đánh giá gánh nặng ngoại tâm thu thất thì dựa vào cái gì? Và cái ngưỡng cắt ọp nào là để cho thấy là ngoại tâm thu thất thì là nhiều? Và chẩn đoán bệnh cơ tim do ngoại tâm thu thất thì dựa vào cái tiêu chuẩn gì? Và khi nào thì mình sẽ điều trị là chỉ theo dõi, điều trị nội khoa hay là điều trị can thiệp? Những cái thắc mắc mà các bác sĩ lâm sàng thường gặp. Đây là cái ca lâm sàng của em, thì với cái bệnh nhân mà triệu chứng thì có thể không nhiều lắm, nhưng mà cái gánh nặng ngoại tâm thu thất thì nhiều, và cái khả năng mà có thể xuất hiện bệnh cơ tim do ngoại tâm thu thất là có, và bệnh nhân lại cũng cần một điều trị một cái bệnh phối hợp nữa. Cái nguy cơ về rối loạn nhịp khi mà gây mê trong phẫu thuật thế nào, nên là bệnh nhân được tiến hành triệt đốt để điều trị cái ngoại tâm thu thất đấy trước đã, sau đấy thì mới đi phẫu thuật. Em xin kết thúc bài trình bày ở đây và anh chị quý thầy cô theo dõi. Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Thị Lệ Thúy. Thạc sĩ Thúy là người phụ nữ duy nhất mà làm EP ở tại Viện Tim Mạch Việt Nam. Một người rất là khéo tay, chăm chỉ, cần cù và đã có những cái bước tiến rất là lớn trong cái ngành can thiệp. Thì có nhiều bạn có đặt ra một câu hỏi là như thế này. Chúng ta phải, các bác sĩ tim mạch hoặc là những các đồng nghiệp ngồi ở đây ở làm các viện tim mạch hoặc đơn vị nội khoa sẽ thường xuyên nhận được cái hội chẩn của khoa gây mê hồi sức hoặc là bác sĩ ngoại khoa, bác sĩ sản khoa về việc là bác sĩ thấy có một vài cái ngoại tâm thu thất
ở trên điện tâm đồ và sẽ hỏi mình là câu hỏi là có đốt được hay không, có điều trị được cái ngoại âm thất hay không để trước khi mổ, hoặc là có bắt buộc là phải điều trị cái ngoại tâm thu đất đó hoặc ngoại âm thu nhị đó hay không trước khi mổ. Thế thì bây giờ ta nói gì thì cũng sẽ phải dựa trên những cái căn cứ về nghiên cứu, như những cái số liệu một cách cụ thể. Thế vậy thì xin hỏi thạc sĩ Thúy là có một cái nghiên cứu ở một cái tài liệu nào cho thấy là cái gánh nặng của ngoại tâm thu là bao nhiêu thì sẽ tăng cái nguy cơ xảy ra những cái biến cố loạn nhịp thất trong cái quá trình gây mê và hồi sức? Vâng, về đánh giá cái gánh nặng của ngoại tâm thu thất thì cái biện pháp mà mình thường dùng nhất đấy là theo dõi bằng Holter điện tâm đồ để xem là cái số lượng ngoại tâm thu thất 24 giờ như thế nào. Thì có nhiều nghiên cứu người ta đã xem cái số lượng ngoại tâm thu thất 24 giờ nó ảnh hưởng như thế nào, chủ yếu là dựa trên siêu âm để xem là đến cái ảnh hưởng đến cái chức năng thất trái như sao. Thì những cái ngưỡng cắt off mà người ta thường dùng thì có nghiên cứu thì là khoảng 10%, tương đương khoảng 10.000 ngoại tâm thu, có nghiên cứu thì khoảng 20%. Thế nhưng mà đa số người ta sẽ bắt đầu từ 10% để coi như đấy là cái gánh nặng ngoại tâm thu thất nhiều để có định hướng cho điều trị hay không. Nhưng mà về cái rối loạn ngoại tâm thu thì người ta còn một cái khía cạnh khác mà cần phải theo đánh giá, đấy là bệnh nhân có triệu chứng hay không. Vì những cái khuyến cáo mà liên quan đến rối loạn nhịp thất thì đều dựa vào là bệnh nhân có triệu chứng hay không. Nếu bệnh nhân không triệu chứng thì sẽ chỉ theo dõi và không cần phải điều trị gì. Nếu gánh nặng ngoại tâm thu thất nhiều thì mình sẽ theo dõi hàng năm, còn nếu mà ngoại tâm thu số lượng ít hơn thì mình theo dõi cái thời gian nó, cái khoảng thời gian, cách thời gian nó xa hơn. Thế còn về các cái nghiên cứu ảnh hưởng của các cái quá trình phẫu thuật hay gây mê đến ngoại tâm thu thất thì thật ra là không nhiều, và chủ yếu các cái thuốc gây mê mà có ảnh hưởng trên tim mạch thì là sẽ liên quan đến những cái vấn đề về kênh y ông, và ở những cái bệnh nhân mà có rối loạn nhịp do kênh y ông, giả dụ như là hội chứng QT kéo dài hay các thứ, thì một số cái thuốc về gây mê sẽ ảnh hưởng đến cái khoảng QT và từ đó làm tăng cái nguy cơ rối loạn nhịp. Thế còn về ngoại tâm thu thất đơn thuần thì tôi chưa thấy có cái ghi nhận nào. Thực tế là xin hỏi thêm một cái câu nữa là ta có khi mà đối diện với những cái trường hợp mà hội chẩn của bác sĩ gây mê hồi sức hoặc bác sĩ sản khoa ngoại khoa như vậy thì ta có cần thiết là khuyên các bác sĩ là sẽ kiểm tra một cái điện giải đồ ngay trước khi phẫu thuật đấy, để chúng ta sẽ có những cái tiên lượng, ví dụ chúng ta bù kali hoặc là chúng ta xử trí hạ kali máu trước đó, từ trước đó một cách chủ động để giảm bớt cái việc mà đôi khi cái việc gây mê này, truyền dịch các thứ này khác này, nó sẽ có thể ảnh hưởng đến các vấn đề, các rối loạn điện giải. Cộng với việc thứ hai là ta có nên khuyến cáo các bác sĩ gây mê hồi sức là chuẩn bị sẵn lidocaine và amiodarone để dự phòng, hoặc là máy xúc điện để sẵn sàng để dự phòng các rối loạn nhịp thất trong cái quá trình gây mê và hồi sức đó hay không? Dạ vâng, thì một trong những cái bước đầu tiên để đánh giá về các cái rối loạn nhịp tim đấy là mình sẽ phải đánh giá xem là có các cái rối loạn mà ảnh hưởng đến cái việc là xuất hiện cái rối loạn nhịp đấy hay không, như là rối loạn điện giải, hạ kali, tăng kali, hay là các cái bệnh tim nền như là suy tim, bệnh tim cấu trúc, bệnh mạch vành các thứ ạ. Thì đấy là những cái vấn đề mà mình cần phải loại trừ trước khi mà mình điều trị cái ngoại tâm thu thất ấy. Thế còn về việc là có cái nguy cơ xuất hiện rối loạn nhịp mà cần phải xử trí bằng thuốc ấy, thì với nguyên tắc hồi sức thì các cái việc mình phải chuẩn bị những cái thuốc để dự phòng cho những cái nguy cơ rối loạn nhịp là cần thiết ấy. Lidocaine, amiodarone và máy sốc điện là cái tiên quyết phải có khi mà hồi sức. Xin cảm ơn. Chúng ta còn rất nhiều thời gian để đặt các câu hỏi. Xin mời các quý vị đồng nghiệp đặt câu hỏi cho thạc sĩ Nguyễn Thị Lệ Thúy.
Xin cảm ơn bài trình bày của chị. Thì em xin có hai câu hỏi. Đây là một trường hợp lâm sàng thực tế, đó là một bạn nam sinh viên cùng học y đi khám tình cơ phát hiện ra ngoài tâm thư thất nhịp đôi. Tuổi thì mới sinh viên năm 2 thôi. Thì mình không có triệu chứng, hoàn toàn không có triệu chứng, thì mình nên tư vấn cho trường hợp này như thế nào? Trường hợp thứ hai nữa thì cho em hỏi là, cái xử trí ngoài tâm thu thất IR trên T thì có phải là luôn luôn là mình phải xóa hay không ạ? Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì đây là bệnh nhân nam 22 tuổi và hoàn toàn không có triệu chứng. Điện tim thì là ngoại tâm thu thất nhịp đôi. Thế nhưng mà cái gánh nặng ngoại tâm thu thất 24 giờ thì mình chưa đánh giá, đúng không ạ? Vâng, thì về đánh giá gánh nặng ngoại tâm thu thì cái việc mà Holter điện tâm đồ 24 giờ và siêu âm tim đã được chỉ định loại 1 để đánh giá cái gánh nặng ngoại tâm thu đấy là như thế nào, có ảnh hưởng đến chức năng tim hay không, thì cái việc cần thiết là vẫn phải đeo Holter 24 tiếng. Thế còn về Holter kết quả ra sao thì vì bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng gì nên là chúng ta chỉ cần, có thể là chỉ cần theo dõi thôi chứ không nhất thiết là phải điều trị. Thế còn về ngoại tâm thu thất dạng ER trên T thì ngoại tâm thu thất đến quá sớm cũng là một yếu tố dự báo cho cái việc là nguy cơ rối loạn nhịp tăng lên và các cái bệnh cơ tim do ngoại tâm thu. Thế nhưng mà các cái nghiên cứu cho thấy thì là ngoại tâm thu thất dạng ER trên T nhưng trên cái nền phải xác định xem là bệnh nhân có bệnh lý nền hay không. Nếu bệnh nhân có bệnh lý nền như bệnh lý bệnh mạch vành, bệnh tim thiếu máu cục bộ, bệnh tim cấu trúc thì lúc đấy chúng ta sẽ xem xét chỉ định điều trị. Còn nếu ở trên bệnh nhân mà hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh lý hay yếu tố nguy cơ gì thì cũng có thể chỉ cần theo dõi. Vì một số nghiên cứu thì cho thấy là cái ngoại tâm thu thất ER trên T nếu chỉ đơn độc thì cái nguy cơ mà xuất hiện rối loạn nhịp và tử vong do cái ngoại tâm thu đấy thì không tăng nhiều so với là ngoại tâm thu thất bình thường, và nó chỉ tăng cái nguy cơ tử vong, đột tử do tim khi nó kết hợp với ngoại tâm thu thất dạng ER trên T cộng với ngoại tâm thu thất đa dạng hoặc là ngoại tâm thu thất đi thành trùng đôi, trùng ba hay nhanh thất. Đấy, khi đấy thì chúng ta sẽ có chỉ định điều trị. Nhân tiện đây thì tiến sĩ Đồng là một người có kinh nghiệm rất là nhiều năm và theo dõi với một cái bề dày hàng chục năm về nghiên cứu về điện tim và gặp những cái đối tượng lâm sàng cụ thể, thì sẽ xin hỏi tới tiến sĩ Đồng có những cái comment thêm về vấn đề xử trí ngoại tâm thu thất ER trên T, bởi vì thực sự đây là những cái vấn đề đôi khi đặt ra những cái quyết định rất khó khăn ở trên lâm sàng cho các bác sĩ. Vâng ạ. Xin nói cái ngoại tâm thu thất ER trên T thì chúng ta hiểu thế nào là ER trên T rồi, thì tôi không muốn nhắc lại cái khái niệm đó, nhưng mà thực tế thì ta phải hiểu như thế nào. Với những cái trường hợp, thí dụ như là những cái ca mà của thạc sĩ Thúy vừa trình bày, cái ngoại tâm thu nó có từ lâu rồi. Thường và người ta không tìm thấy một cái nguyên nhân, người ta gọi là idiopathy, ngoại tâm thu vô căn. Nó có từ lâu và thường thường những cái đó hiếm khi mà nó có cái hiện tượng ER trên T. Mà nó có hiện tượng ER trên T thường thường nó xảy ra trong những cái bối cảnh cấp tính. Và một trong những cái đó, thí dụ như trong thế này, một cái nguyên nhân nào đó làm cho cái QT nó dài ra. Khi QT nó dài ra mà cái ngoại tâm thu chúng ta vốn hay có cái khoảng ghép nó vẫn không thay đổi, thì tự nhiên lúc bấy nó sẽ thay rơi vào cái sườn lên của cái sóng T. Thí dụ như là trong rối loạn điện dài, rồi một số những yếu tố liên quan đến nội tiết, các cái yếu tố nội tiết ở nữ giới. Chúng tôi cũng đã có gặp những cái trường hợp nữ giới sau khi sinh cứ ngất lên ngất xuống liên tục và có ngoại tâm thu nhưng cái QT nó rất dài. Thì nhiều bệnh nhân đó sau đó cũng có được đặt máy tạo nhịp, nhưng mà về sau này hết cái thời kỳ hậu sinh QT nó bình thường. Và cái thứ hai tôi cũng nói như là một số những cái bệnh lý khác như sau nhồi máu cơ tim hay suy tim hay là một số những cái khác. Đấy. Thì nó có thể có những cái hiện tượng đó.
Thì và tất nhiên là khi có cả hiện tượng L trên T thì trong khuyến cáo là cần phải xử lý. Em xin hỏi chị là trong cái tiếp cận về ngoại tâm thu lúc mà chị vừa trình chiếu ấy, thì tức là có cái là loại trừ bệnh cơ tim và bệnh tim thiếu máu. Thế thì em hỏi là những đối tượng nào có ngoại tâm thu thì phải loại trừ bệnh tim thiếu máu và loại trừ bằng cách chụp MSCT hay là chụp động mạch vành qua da. Xin hết. Những cái đối tượng mà cần loại trừ bệnh tim thiếu máu khi xuất hiện ngoại tâm thu thất thì đầu tiên là chúng ta xem là cái dạng ngoại tâm thu thất đấy, tức là đầu tiên là đánh giá xem là cái nguy cơ mắc cái bệnh tim thiếu máu ở cái bệnh nhân đấy có cao hay không, tức là bệnh nhân có tăng huyết áp, có tiểu đường, có rối loạn lipid máu, có các cái tổn thương xơ vữa ở các cái mạch ngoại vi trước hay không, những cái mà yếu tố làm tăng cái nguy cơ mắc bệnh mạch vành. Tiếp theo là dựa vào triệu chứng của bệnh nhân. Bệnh nhân có đau thắt ngực, có những cái cơn đau thắt ngực điển hình hay khi gắng sức hay không. Tiếp theo là dựa vào điện tim có những cái dấu hiệu gợi ý bệnh tim thiếu máu hay không. Tức là có hình ảnh của nhồi máu cơ tim hay là bệnh tim thiếu máu T âm 6Q hay không. Thế tiếp theo nữa là những đối tượng nguy cơ cao hay nguy cơ thấp thì chúng ta đã chia ra rồi. Thế ở những cái đối tượng nguy cơ cao thì theo những cái khuyến cáo mới về bệnh lý mạch vành thì chúng ta sẽ ưu tiên là chụp MSCT để loại trừ. Còn nếu mà ở hội chứng vành cấp thì sẽ là chụp mạch vành qua da. Thế còn ở những cái bệnh nhân mà yếu tố nguy cơ thấp, triệu chứng không rõ ràng thì dựa vào cái hình dạng ngoại tâm thu thất thì chúng ta cũng có định hướng thêm một phần, tức là nếu những cái ngoại tâm thu thất mà khởi phát từ bên thất phải thì thường là lành tính hơn so với những cái ngoại tâm thu thất mà khởi phát từ thất trái. Ngoại tâm thu thất khởi phát từ đường da thì sẽ lành tính hơn so với ngoại tâm thu thất khởi phát từ vùng mỏm, vùng đáy. Thêm dựa vào cái hình dạng ngoại tâm thu và tần suất xuất hiện ngoại tâm thu thì mình cũng đánh giá cái nguy cơ là có cần phải loại trừ cái bệnh tim thiếu máu hay không. Thế còn những khi mà ví dụ như cái bệnh nhân ở trên cái cây lâm sàng này, tức là bệnh nhân hoàn toàn không có yếu tố nguy cơ, không có cái biểu hiện của bệnh tim thiếu máu, điện tâm đồ về cái nhịp xoang cũng hoàn toàn bình thường, chức năng tim bình thường, và ngoại tâm thu thì cũng nghĩ đến là bệnh nó ở đường da nhiều hơn thì cũng không có cái yếu tố gì mà cần thiết là phải loại trừ bệnh tim thiếu máu của bệnh nhân này cả. Em hỏi một ca lâm sàng rất cụ thể và ca lâm sàng này em đã gửi bác sĩ Kiên. Bệnh nhân của em là bệnh nhân nữ 32 tuổi. Bệnh nhân đến viện vì một lý do là bệnh nhân mệt sau một chuyến đi dài. Bệnh nhân gần như cảm thấy hơi khó thở một chút và bọn em đã làm hôn tơ thì ngoại tâm thu thất đơn dạng với cả số lượng là 28%. Và em gửi bác sĩ Kiên thì bệnh nhân nói là đến đó thì bệnh nhân đã lên bàn 3 lần và đều không tìm thấy cái ổ phát nhịp ở đâu cả. Nhưng mà có một cái mà bọn em phải nói với thầy rằng là bọn em đã phải sử dụng cortisone trước đó để truyền. Thì khi đó thì em nghĩ là có thể là cái cortisone đấy có tác dụng nào đó gây cho bệnh nhân mất cái ngoại tâm thu thất. Vậy thì em hỏi thầy là cái lúc đấy bọn em có nên dùng cortisone không, vì sẽ làm mất triệu chứng khi đến với thầy. Vậy thì là một cái, thứ hai là khi mà thầy không tìm thấy, thầy cho về thì bọn em phải theo dõi bệnh nhân như thế nào và điều trị tiếp cái gì thì sẽ hợp lý nhất. Cảm ơn thầy ạ. Vâng, cảm ơn chị. Cái thứ nhất như chị nói, mới có bệnh nhân đến với chúng ta có ngoại tâm thu thất mà hơi mệt, chúng ta đã phải truyền cortisone rồi thì không nên.
Nói rõ là như vậy, trong khuyến cáo chị Thúy cũng vừa mới đưa, nếu mà có các ngoại tâm thu, ta khảo sát một số những cái khác, đánh giá thí dụ chức năng tim, một số những cái bệnh nền, rồi những cái nguyên nhân khác mà có thể điều trị được, thí dụ như rối loạn điện giải hay một số những cái yếu tố khác mà gây ra cái ngoại tâm thu, ta xử lý những cái yếu tố gây ra ngoại tâm thu đó. Và như của trường hợp của chị nói, có hai khả năng thứ nhất là truyền qua đa ruột. Cái khả năng thứ hai, như tôi nói, một số yếu tố khác mà nhất là nữ giới nó liên quan đến nội tiết. À, nhiều ca tôi nói là chúng tôi đã có những cái ca vào cái nhịp nhanh thất, không bền bỉ, nhưng mà chưa làm được, chúng tôi vẫn để thế thôi. À, nhận là vào thứ 5, thứ 6 này chưa có buổi làm, hoặc là đông bệnh nhân quá chưa làm được can thiệp. Nhưng mà để đến tuần sau thì nhận là bệnh nhân đến bàn là lại chả có một cái. Đấy là cơn nhịp nhanh thất không bền bỉ rồi, nhưng đến tuần sau là hết sạch. Nó có một số những cái yếu tố nó ảnh hưởng đến cái rối loạn nhịp nhất là ở vấn đề giới. Thế còn cái ca của chị cũng có thể chị truyền qua Caron rồi là nó hết. Thế còn về nhà mà tiếp tục theo dõi như thế nào thì đấy, như cái khuyến cáo mà chị Thúy cũng đã trình bày, cái sơ đồ mà bây giờ các cái đồng thuận, các khuyến cáo người ta đưa ra, chỉ khi nào nó có triệu chứng cho bệnh nhân hoặc là có những cái vấn đề ảnh hưởng đến cái chức năng tim, bệnh cơ tim do ngoại tâm thu, một số cái thì chúng ta tiến hành điều trị. Mà thường thường những cái đó thì nên điều trị triệt để. Thế còn những cái thuốc hiện nay đang khuyến cáo dùng, thí dụ như là chẹt beta như metoprolol hay một số những cái khác, nói chung là nó hiệu quả nó không nhiều. Vâng. Xin bổ sung rất là ngắn hai ý. Ý thứ nhất là có một cái lược đồ tiếp cận rất đơn giản khi mà nhìn thấy một bệnh nhân ngoại tâm thu, đặt ra hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, có nguyên nhân cấp tính hay không? Đấy, nguyên nhân cấp tính là có thể mạch vành, viêm cơ tim cấp, nhiễm trùng, có thể do thiếu máu nặng, do gì đó, hoặc rối loạn điện giải. Đấy, câu hỏi thứ nhất, có nguyên nhân cấp tính hay không? Có nguyên nhân cấp tính, ta sẽ xử lý ngoại tâm thu. Đấy. Câu hỏi thứ hai đặt ra là cái ngoại tâm thu đấy có ảnh hưởng đến, có gây triệu chứng nặng nề hoặc ảnh hưởng đến rối loạn huyết động hay không? Nếu có, ta sẽ giải quyết cái ngoại tâm thu đó. Nếu không có, ta không cần ngoại tâm thu. Như vậy khi anh chị gặp một ca mà ngoại tâm thu thất có thể nhịp đôi hoặc thậm chí là trùng đôi khi mà ta ghi được tâm đồ, hoặc là thậm chí thấy cơn tim nhanh thất không bền bỉ, ta đừng sợ. Đa phần trên lâm sàng là những ngoại tâm thu đấy là ở khu vực đường ra thất phải. Đa phần ngoại tâm thu đường ra thất phải là rất là lành tính, hiếm khi các trường hợp xảy ra các biến cố. Thế thì một số ít là ở những cái vị trí khác hoặc là liên quan đến bệnh nhân thực tổn. Còn đa phần ngoại tâm thu đường ra thất phải, nếu ngoại tâm thu đường ra thất phải mà không có nguyên nhân cấp tính, không có triệu chứng hoặc gây ảnh hưởng đến huyết động, ta hoàn toàn không cần điều trị. Ta cứ bình tĩnh cho bệnh nhân nằm 1-2 hôm hoặc là ta chuyển viện. Nếu ngoại bình tĩnh đeo Hunter, đừng cho thuốc gì cả, để cho bệnh nhân đeo Hunter để xác định cái gánh nặng ngoại tâm thu, đồng thời là khảo sát thêm những cái yếu tố vân vân thứ khác nó chuyển lên. Vâng. Thế có một cái thứ hai là cái việc mà dùng Cordaron hiện tại là rất là phổ biến ở rất là nhiều bệnh viện để cắt ngoại tâm thu, cắt nhịp nhanh thất hoặc cắt các cơn tim nhanh trên thất là vô cùng phổ biến. Thế thì khi mà các những cái rối loạn nhịp đó có chỉ định để đốt điện, thế thì Coron là thời gian bán thải rất là dài, như tiến sĩ Đồng đã phân tích từ trước. Vậy thì Coron nó kéo dài thời kỳ chờ cơ tim, làm cho rất khó xuất hiện các rối loạn nhịp trên thất hoặc là rối loạn nhịp thất. Coron tác động cả tầng nhĩ, cả tầng thất. Thế thì khi nguyên tắc của để triệt đốt được cái ổ loạn nhịp nào đó, tim nhanh trên thất hoặc là ngoại tâm thu, là phải xuất hiện, tức là phải gây lại được cái cơn tim nhanh trên thất đấy trong lúc làm thủ thuật, hoặc là phải có cái ngoại tâm thu trong lúc làm thủ thuật để ta định vị. Nôm na ta hiểu, ta dò tìm, ta định vị là ta mò chỗ này không được, chỗ này cũng được, chỗ này cũng được. Xong rồi chỗ này là ổ khởi phát đấy, để ta giải quyết nó. Thế nhưng mà khi mà ta bệnh nhân lên bàn thủ thuật mà bệnh nhân không thể không xuất hiện cơn tim nhanh trên thất, bệnh nhân không xuất hiện cái ngoại tâm thu thất hoặc tim nhanh thất, thì hoàn toàn không có cách nào để có thể dò tìm, để định vị được cái vị trí giải quyết nó. Cho nên là trong những trường hợp rất hãn hữu, các anh chị mới bắt buộc phải truyền Coron. Còn nếu có thể tránh được cái việc dùng Coron để có thể, đấy là đúng những bệnh nhân có chỉ định nhé, triệt đốt nhé, thì ta nên tránh được việc đó để ta chuyển bệnh nhân lên các đơn vị có thể làm được các thủ thuật can thiệp để triệt đốt cho bệnh nhân. Hai ý. Cảm ơn Thạc sĩ Thúy.
họ cho một cái ca lâm sàng rất hay, và cũng rất nhiều những cái câu hỏi, rất nhiều người quan tâm về vấn đề này. Tôi nghĩ là nếu có thể còn thời gian thì chắc là còn nhiều câu hỏi và còn nhiều vấn đề nữa để nói, nhưng mà để đảm bảo thời gian, thời lượng của chương trình thì xin cảm ơn Thạc sĩ Thúy.